Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ hôm nay là thứ năm ngày 26 tháng 8 2021. Bà con cô bác thấy Khương Dừa mặc cái bộ đồ bảo hộ này. Dạ thì Khương Dừa chuẩn bị làm một cái công việc rất là quan trọng. Đó là Khương Dừa hôm nay Khương Dừa sẽ test Covid cho nguyên cái xóm của Khương Dừa luôn. Dạ tại vì bữa trước Khương Dừa đã đặt mua được hai bộ test, mà một bộ vậy là hai hộp rồi một hộp vậy là 25 cái mẫu. Đã nãy Khương Dừa đã test cho ông ngoại với lại bà ngoại rồi, và nói chung rất là ok đó, và rất là vui khi mà ông ngoại với bà ngoại đã âm tính rồi. Bây giờ Khương Dừa sẽ test hết cho hết xóm Khương Dừa luôn. Nói chung là bây giờ thì ở dưới xã họ cũng có mấy cái điểm để test, nhưng mà Khương Dừa thấy quá tải, với lại mọi người đi test đông quá, Khương Dừa thấy không an toàn, cho nên Khương Dừa có mua sẵn mà tự mình trang bị rồi mình test cho xóm mình luôn, để mình giảm tải giúp bên xã, với lại cho an toàn cho xóm của mình luôn. Rồi giờ Khương Dừa đi ra test. Những dịch này Khương Dừa phải làm nhiều công việc, nó bất đắc dĩ quá bà con quá. Hôm bữa Khương Dừa làm nha sĩ luôn nha, Khương Dừa nhổ răng cho Thấy Vĩnh với lại xí muội luôn. Đây là cư dân của xóm Khương Dừa. ai test trước hả? Đây, mấy anh với mình đi vô mình test nè, ai test trước? Rồi, em đã bài sẵn rồi. Giới thiệu bà con cô bác, chị Út, Nhân, kia vợ chồng nữa. Đi Chiến, vợ chồng Sim, anh Tâm. Tâm kéo khẩu trang lên kìa. Quên. Anh Út, anh Huy, bà Bảy. Đây cũng bà Bảy luôn, Phong Tôm, vợ chồng Phong Tôm. Ủa sao mọi người... Ở bảy được đúng không ạ? Bên đây có một trợ lý nữa, bà xã Khương Dừa làm trợ lý. Đây. Bà con cô bác thân mến, Khương Dừa sáng Khương Dừa đã lấy hai mẫu rồi. Đó. Đây là của ông ngoại, đây của bà ngoại. Đây là sớm của Khương Dừa, Khương Dừa không có thấy tên, mà không có lấy tên, mà Khương Dừa chỉ lấy số thôi. Đó. Rồi xin giới thiệu bà con cô bác, đây là trợ lý Khương Dừa. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, bé Nguyễn Thị Hồng Ngọc mới theo tập sự. Mới tập sự nãy luôn. Rồi bà Bảy ơi, vô bà Bảy ơi. Đây em trước không? Đây, mày có khó chịu mày cũng nói dễ chịu để người ta đừng có sợ nghe không? Đúng rồi. Mày nói dễ chịu lắm. Thấy không? Ôi, cái lỗ mũi mày nhỏ quá vậy. Cái lỗ mũi mày nhỏ quá vậy. Có bác sĩ nào test mở cho lỗ mũi mày nhỏ quá không? Cái lỗ mũi mày nhỏ. Tôi thấy được luôn, tôi chọc. Rồi, từ từ ha, không giỡn. Mày phải tập trung nha. Đừng có gồng. Thoải mái thôi. Ồ, tao làm tay trái. Rồi, cảm ơn em trai nha. Rồi, sao? Rồi, đi về chỗ đi em, lát nhận mở. Trong cái ôi vậy mày. Dễ không? Dễ chịu không? Để bà con cô bác ơi, lần đầu tư Khương Dừa làm á, cho nên Khương Dừa rất là hồi hộp, mà Khương Dừa không biết là có sơ sót gì không, bà có gì bà con cũng bỏ qua cho Khương Dừa nha. Nói chung Khương Dừa cũng cái gì mình cũng phải làm. Dạ yeah. Mình tự làm mình mới làm, mình thử mới biết được. Dạ yeah. Mẹ phải lắc. Trời ơi. Nữa ơi, cái cây của mày ra bọt nhiều lắm nha bà. Nữa mày vô vệ sinh cái lỗ mũi này nha. Ừ. Nó vô nó ôm gối khóc rồi vậy. Đây tiếp em cái này hả, mấy cái này bỏ rồi mình lại rước ra mình bỏ đi luôn. Mấy đứa nhỏ vô trong đi rồi con, đừng có đứng đây. Dễ chịu không? Nữa dễ chịu phải không? Nữa nó nói anh Khương Dừa chọt sâu thiệt, nhưng mà dễ chịu.
Hey, chào em Bảy. Cái gì em Bảy? Sao em Bảy? Sợ Dung. Dung hả? Em Bảy Dung hả? Dạ, Thương vừa hay dẹo bà Bảy lắm. Bảy vui tính lắm. Kêu bà gọi gọi nó dẹo bà gì cho bà vui. Trẻ trung. Rồi làm sao ngước lên? Ngước lên Bảy. Trời ơi! Cái lông mũi bà Bảy bẹ, bạc lắm rồi nha. Gõ luôn. Đừng nghe gồng gồng, đừng gồng nha bạn. Để con lấy dịch nó lâu lâu xíu. Giờ rồi, cảm ơn bạn. Em mở ra trợ lý rồi. Chắc làm xong chắc cua trợ lý luôn không? À. Anh khổ mà. Anh khổ. Cái nắp đâu em? Cái này bà Bảy hả? À, em 7 phòng 8 gì em để từ số đi. Từ số anh thí dụ chị Út thì số 7 là đây số 7 thì tự chỉ nhớ. Không? Nhớ được mà với là thôi. Phòng nhiều người má. Thì em đi phòng thì em đi tên nó nói luôn mà. Tại vì em ghi cái số 7 thí dụ cho chị Út là số 7 thì lát chị nhớ số 7. Là anh số 7 người ta nhớ đừng có ghi theo phòng. Đang chạy chứ chị Út. Ừ giờ tới số 5. Số 5 rác gì nó chỉ nhớ số 5. Ở đây là dạ hôm qua là ở dưới xã họ có đã phát phiếu họ dạ cho sớm Thương Dừa để mọi người lên test mà Thương Dừa có đi xuống dưới mà Thương Dừa thấy đông quá mà giờ ở đó hôm qua người ta test đó có 10 ca dương tính đó cho nên là Thương Dừa thấy bây giờ mình hạn chế đi hạn chế tụ tập tại mấy chỗ đó hoặc tụ tập tại mấy chỗ đó đông quá thì nhiều khi không có nhiễm cái nó cũng bị nhiễm chứ chị Út tụi ở cái gì vậy mưa thôi nó cười nha kìa bà Bảy nó làm cũng giống như mấy người kia à hồi đó em cũng có ước mơ làm bác sĩ chứ bọn tao thi rớt thôi gì chảy nước mắt chứ chị rồi cảm giác sao bình thường không sao bình thường không tốt không dễ chịu không gỡ trợ lý ơi chị Út là số 5. Nãy ai đang nữa trước hả? Nữa ơi mày âm tính rồi nha. Mày âm tính rồi nghe nữa. Rồi âm tính rồi. Nó bậy. Nó bậy xui mày. Còn lát ai test cho anh ta? Ngọc tét chứ. Ôi thường thấy người ta cắt cái đó bỏ cái đó luôn mà. Cắt hả? Đâu có. Hả? Bỏ chưa ta? Phải không anh Út? Không thấy nó cắt á. Dạ tính quay phải không? Cắt hả? Quay số 6 nè. Ôi lộn, anh làm anh rối anh Út. Giãn cách không?
Sao dòm dưới anh Huy? Dòm dưới ngồi không? Mình học cách mà. Học cách hả? Cái này khó học quá anh ơi, không học được đâu. Có style chưa? Style. Đó, làm xong mới style chứ. Không, mỗi người. Vậy hả? À, vậy. Dạ xin lỗi. Dạ. Bà Bảy âm tính nha Bảy rồi. Cũng chuyên nghiệp lắm chứ bộ à. Trời cái này sợ lắm. Kéo xuống em ơi, em trai. Thì đi rồi có vợ con gì không em trai? Có. Đừng nói. Ngài ngước ngước lên em trai. Lâu mũi em trai bự gì nè, dễ làm nè. Mũi mũi người kia nhỏ quá. Thưa cười. Ừ, lỗ mũi, lỗ mũi này lỗ mũi lân cái gì vậy? Khó nói chưa? Ngước ngước lên xin lỗi. Hôm nay mọi người quen rồi. Mọi người quen rồi, không có gồng. Đi vô đây luôn. Tại em lấy mẫu vậy cho nó chắc ăn. Gỡ ra. À, đúng rồi. Cho qua lỗ kia luôn hả? Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện với xui xẻo cái chắc xỉu mình tép mình thấy một vạch hồi hộp chứ phụ. Hồi hộp lắm á. Cả sớm làm chung mà. Chứ không thấy nó kéo bấm chẳng hết. Vậy hả? Nó kéo bấm ngàn đồng. Chứ đâu có mà để vậy. Đám bấm nó ngâm nó luôn à. Cũng được. Ừ. Vậy lấy kéo đi. Vậy nút vô lấy kéo đi nút. Kéo y tế đi nút ơi. Vậy lấy kéo bằng cá đừng có nó lát sát khuẩn sao. Đúng rồi. Người ta phải ấy vậy cho nó. Luôn ừ cho nó ấy hơn. Dạ xin lỗi bà con cô bác nha. Này rồi. Mấy cái que đầu thì hơi sai xíu. Giờ lấy kéo cắt nút thì nhớ. Mình làm mình lúc đó mình sợ chứ mình không nhớ gì. Từ từ mà. Từ từ mà từ làm thì cái gì mình môn quen tay á. À, quen rồi mốt cái khương dừa. Rồi mốt cái mẫu ở đây là còn khương dừa còn một hộp nữa. Cái mốt ai không khỏe thì mình lấy mình nữa mình test thôi. Tuần này mình test nguyên sớm. Ủa nút đây lâu vậy? Kéo đã anh út. Trời ơi gặp trợ lý rồi cảm ơn út nha. Ok. Dạ. Ôi, bên kia. Lộn lộn. Làm rối quá. Ôi lộn lộn. Lộn không tôi vung quá trời ta. Dục luôn. Nó hơi sai sai quy trình tay lúc bữa rồi nãy lúc làm thì thử thì nó như vậy khác. Nhà tới số 7 nè. Đi lên luôn đi. Đây đưa cộng em. Em bài ra nhiều cộng đi. Nó bài vậy. Đây sợi tay cho nè. Này nó là trợ lý luôn cũng được, đeo bao tay vô lần trợ lý luôn cũng được. Okay. Nhắc em chứ, dạ bạn xin lỗi bà con cô bác nha, hơi lừa lòng cộng xíu, từ từ nó quen, gì cũng vậy, đâu ai mà làm cái gì mà lần đầu quen đâu. Đây lỗ mũi đẹp nè, mũi bảy đẹp nè, đó là chó đẹp gái là bảy khoái, ông bảy khoái phải không? Đây thả đóng ra bói ơi. Chưa được bói ơi. Trời tới hỏi khó chịu. Thở lái thôi, hình như con chọt rồi nó chưa tới á.
Rồi cảm ơn bảy. Rồi kéo đã ta. Rồi. Giờ phải tập trung nè. 7 số 7 nha. 7 số 7 luôn. Giờ số 8 luôn. Đang được mấy mẫu tầm 1 2 3 4 5 6. Mình là không chuyên nghiệp làm lâu quá ha. Rồi cảm ơn trợ lý nha. Rồi, ok. Rồi. Rồi. Trợ lý nút. Lát tự mình chọc mình ta. Tự mình chọc mình rồi kéo xuống vậy ơi. Thoải mái không vậy? Thoải mái thôi rồi đúng rồi. Đúng rồi hay quá. Thì người ta có mức đó anh. Dạ. Nhưng của bà bảy hình như cạn hơn sao. Thằng Dương Khúc rồi cảm ơn bảy dở em yêu cái này là số mấy em tự làm số cho mình cho nhanh. Dạ. Với lại mình về cho nó có thể mình làm thì mình sẽ gửi cái nội dung này cho bên bên người lấy mẫu người ta coi cho mình coi đúng không coi mình làm gì đúng chưa. Dạ. Cái thứ hai nữa làm dạ thứ hai nữa là mình rồi đưa dây đi em được anh sập mà không chịu hả nghe. Chịu số 5 hả chính số nha đúng số ngoài nha số 5 chưa nút chưa mà trời ơi trợ lý ơi em nhầm quen trợ lý ơi không ai nhớ số đi mình ai nhớ số đi ừ. Số người nào đó nhớ thì có ai nó nhớ số thôi số người nào nó nhớ nha tại vì ừ mọi người người nào số đó thì nói đọc số nhớ nha tại vì em cũng quá tải á cho nên không nhớ đâu vừa tới nghe không rồi được rồi rồi đừng gung thoải mái thôi bỏ tay anh ơi rồi anh Tâm anh cạn nè thoải mái thôi dễ chịu mà gì yên tâm làm gì vậy em làm hồi anh ngủ luôn á được cho anh làm gì vậy làm bác sĩ đi bác sĩ rồi làm cái này được rồi cho nó chắc cắt ra chứ bỏ đây cho em trời cho nó an toàn anh làm em đứng quýnh luôn á Đi đây cho nghe cái bài bản đàng hoàng. Rồi tới số 10. Ai? Tới ai? Bánh mì không? Tới ai? Vừa lấy chung cái gì vậy? Hả? Lấy chung cái gì? Lấy cái mũi kéo sọt vô cho dễ lấy. Trời ơi, hay quá đúng rồi. Để dưới bàn khó lấy. Đúng hay quá. Rồi, có còn hay quá đúng rồi. Lấy ly cũng đĩa luôn. Vô con, vô cưng. Mày có người yêu chưa? Trời ơi, mới gỡ ra thấy bụng chà bá lửa.
Bụng bự quá. Thoải mái thôi. Thoải mái thôi, thả đứng gồng, đứng gồng nhân ơi. Khoan chưa? Mày gồng quá. Đó. Gớt nước mắt. Nhỏ nó gớt nước mắt của bà con cô ơi. Nó khóc rồi, nó còn nhỏ quá nó gớt nước mắt. Ướt đẫm đôi mi luôn rồi. Rồi. Gớt nước mắt luôn á. Thôi để cho nó an toàn để lấy dịch được chứ đâu kể mà lần làm lần khó cho nó kỹ kể không thế mà còn quá với lại mình không quen tay mình sợ nó đây nè anh làm gì anh kéo bỏ vô đây dễ lộn kéo bỏ trong đây từ từ đừng gói mà vô có ai hay gặp được kìa thôi đừng có giỡn đừng giỡn anh đừng có giỡn anh sợ giỡn sợ đừng có là anh làm rối không thôi đừng có nói bậy sớm mình xui lắm á rồi cho anh luôn đi vô cái Diễm ghi Diễm luôn đi ghi tên đi đặng cho dễ nhớ nãy em nói em ghi tên rồi ghi tên đi ghi gì hết được không được còn trên kia ghi chữ Diễm luôn được hả còn số đầu không ghi nè của ai nè của ông ngoại với bà ngoại ghi vô luôn đi thôi biết rồi một gạch không mà thờ đâu có ấy một gạch hết rồi mừng rồi mà. Xong mình báo cáo kết quả cho trạm y tế xã. Rồi đây là con gái. Đừng có cười. Đừng có cười. Thoải mái thôi, thoải mái thôi. Mày cậu Tư mày vô đây nè, tôi chọc mày nè ở đó mày. Là biết làm không bà Ngọc? Không biết đâu, làm bây giờ làm cổng chứ. Nhột nhột xíu thôi. Rồi, xong rồi Diễm ơi. Mở đi em. Rồi mỗi lần nhớ lấy lần đầu lấy sợ gần chết luôn. Lần đầu lấy là ra ngoài kia lấy rồi. Lấy bốn con chưa được. Lấy bốn con chưa được đúng rồi, em. Ủa, đừng có kéo lên kia, chọn cái ly cứ bỏ ngoài. Quên. À giờ anh dính cái bao tay vô luôn rồi. Đây, đây này Diễm đây. Thầy thợ gì kỳ cục vậy? Chưa quen. Đó hứng cực. Đâu chưa giờ anh về sai có 10 lần chứ mấy. Bao nhiêu mẫu rồi? Trợ lý. Trời ơi, đâu có ai dám lấy đâu sáng rồi Khương Dừa phải đứng ra Khương Dừa làm á. Trời ơi. Thưa Phong tôm. Dạ cảm ơn anh Phong đã hỗ trợ một tấn dưa hấu cho bà con cô bác. Chọc đi. Chọc đi. Em muốn anh chọc lắm hả? Học nó sâu sâu nha. Lần này nó phải lấy sâu thì sâu á. Thoải mái nha cưng. Trời ơi bữa sau về. Lục cán nha. Mày làm gì Phong? Mày thoải mái thôi, thoải mái à. Happy. Đâu rồi, tới ngang mức vạch này nè anh. Đúng rồi, tới nơi luôn cho nó ăn rồi. Anh nãy chưa tới, không chưa tới đâu. Tới không? Đẩy luôn không? Gì hoài? Sớm gì đâu. Tại chưa nói xong câu chuyện nghe chưa? Quên nữa. Mày thấy tao can đảm luôn rồi. Ở đây dây dám chọt thì giỡn hoài. Đi vô con, đi vô Tài. Đi chỗ khác rồi Tài ơi.
Vừa á, vừa á. Vừa á. 13 là ai đây? Mày em có làm BCA không? Tôi làm BCA cho mày. Số 1 đến số 10 về nhà nha. BCA em biết không? Rõ là đại nghe không rõ. Ngước lên em, ngước lên. Kéo tới cái mỏ mũi thôi em, khỏi kéo mệt. Thấy không? Thoải mái thôi. Ngọt quá. Tôi đang làm xe qua vậy. Tôi lấy dịch. Ngọt quá anh ơi. Ngọt quá. Anh xe qua vậy. Xe qua vậy. Nhọt chứ nhọt. Ok, cái tay vậy. Nhọt luôn, tôi sợ đau quá, tôi sợ đau quá, nhọt gì. Sợ đau, sợ nhọt. Lát chụp hình này gửi bên trạm để họ xem cho mình. Giữa tay bác sĩ ơi. Nhỏ sao mà tao làm dễ chịu không? Đi bên cộng anh. Cộng test anh. Cộng test anh. Bữa giờ mình làm hết sớm mình, bữa nay làm hết sớm mình thôi, còn bữa sau mình làm nhà làm người thôi, hoặc làm thử vài người thôi được sao. Chứ làm thử vài người dạ, thôi ở trong xóm mà, trong xóm mình người làm thuốc mới được nha. Thoải mái, thoải mái, thoải mái, thoải mái, đừng quýu, đừng quýu. Ai nữa, còn ai nữa? Dân nữa rồi. Nguyệt thôi, rồi thôi khỏi hả? Người được rồi. Chị Duyên đâu? Rồi, cảm ơn em. Duyên với mình. Mình quậy. Mắt quậy, lại mày. Thôi, quậy. Ơi, quậy ơi. Đây đây. Nút nữa không? Sao? Mới chọt sợ lắm chứ bộ. Ê, em run lắm chứ bộ. Thì có mọi người không dám chọt cái gì hết. Ai chọn dám chọt em cũng để cho chọt luôn. Này quá, nó bỏ luôn đi. Ừ, quên. Rồi nút vô. Tên gì, ghi nhà danh hả, ghi tên cúng cơm hả, tên gì? Không số. Đừng 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 nhíu. Ủa sao tới đây hơi ngưng rồi. Rồi rồi, rồi từ từ. Từ từ đừng có quýnh em nè. À, mụn mụn thịt nhiều quá nha. Đừng đừng. Từ từ nó làm gì nó. Để em xe bây giờ lần nữa thở cho nó an toàn. Gớm nước mắt. Gớm nước mắt. Anh gồng, anh gồng. Anh gồng quá à. Anh gồng. Này thấy đi lấy tấn gạo nghe còn sướng hơn. Anh gồng quá mà. Anh gồng quá mà. Ai biểu nhắc em lấy thì kéo hoài chứ. Lộn thấy không, lộn nữa thấy không. Không có như mấy người là lấy có bọt là tốt á, là lấy dịch nhiều á.
vô vô vô. Đấy. Trời ơi dễ mà xe lỗ tay vậy thôi. Sao nó mũ luôn. Thoải mái lên. Nhìn mặt sao lăng láng vậy. Nhìn mặt lăng láng vậy. Này lỗ mũi cao đẹp nè. Này khỏi phải sửa mũi nè. Rồi cái này khỏi ngửa lên luôn. Quen tay rồi đó. Cho đấy có dịch đó. Rồi. Sợ lấy không có đưa không có dịch nè. Mở ra. Tại người ta hợp tác, còn nó không hợp tác không? Nguyệt sẽ bên năm Nguyệt Nguyệt phải năm. Nguyệt phải 5 cây hả? Trời ơi 5 cây. Nguyệt thì sâu thêm xíu tại vì ngay cái mức đấy thì nó ta lắc vào, thì không nó lắc không? Rồi. Không cái này khỏi lắc rồi nó trong đây nè. Lắc lên. Nhưng mình để từ từ ha. Làm gì nhanh không ta? Có tuổi làm liền. Đó. Liền luôn hả? Anh bỏ lên cái hộp của cái xe anh phải lấy cái hộp anh xe trước khi anh cất. Không đây nó ấy xuống nè. Nó cũng lâu rồi, nó cũng thấm vô rồi chứ. Mình nên từ từ đi. Rồi của anh Út hết nước mà còn vẫn còn bọt kìa. Ngoái cái buổi trời trống không bọt sao được. Rồi hay quá. Rồi làm cho trợ lý của con dừa nữa xong. Làm cho trợ lý nữa tại hai vợ chồng ở chung mà. Hai chợ cho chồng ở chung mà. Quay lên đây em gái, em gái, em gái. Kéo xuống xuống em gái. Chân mày này xăm hả? Ê, từ từ, quay qua đứng gái rồi. Rồi em gái. Trời ơi, sao đỏ đỏ nữa Nguyệt. Gỡ gỡ ra không? Mày có chảy máu cam không Nguyệt? Không. Sao cái tép của mày đỏ đỏ vậy? Dạ dạ. Không dám hả? Không nhẹ mà, đâu sao đâu. Tết chứ người nhà nhà nào cũng phải tết, tết bằng người thôi. Có gì đó nhẹ nhiều à. Có gì đâu. Nó nhọt nhọt thôi. Tết an toàn. Đầu tư ở chung với ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại tết được rồi, ok cũng được. Lộn, lộn, mấy anh làm em lộn hay. Thì ghê lắm chứ bộ, sợ lắm, sợ lắm á. Hồi hộp lắm á. Mình lên đi. Mình lên lên. Kêu cô Tư quay, cô Tư quay vô mà anh Minh à. Để phai qua. Vô vô vô. Tới Ngọc luôn nha Ngọc. Ở đó cười. Từ nào mình học tép mà đưa mình đưa ra ra được hết. Lên dĩa. Dễ mà, trời ơi. Sâu vô. Thôi thoải mái thôi. Em làm nhẹ lắm, em làm thoải mái tại em biết cái cảm giác của em khi bị test mà. Ừ, ngồi nhiều. Hồi nhiều người ghiền đó. Rồi, thoải mái rồi. Rồi, dịch hơi nhiều đó. Thoải mái rồi. Làm cho nó an toàn. Tại vì người ta làm gấp quá, người ta không có thời gian. Còn mấy anh em mình trong nhà không có thời gian, mình phải làm từ từ thôi. Làm cho anh đi. Làm cho em nè. Trời ơi, sống làm cho em đi. Anh em không có sao là anh không sao, có gì đâu.
dễ lắm, dễ lắm, nhẹ nhàng mà, trời ơi. Không, nếu mà mình test mà nó không có, mình làm không đúng thì nó sẽ, nó không hiển thị. À, hoặc là nó hiển thị hay dạch dưới làm sao á. Đúng rồi, phải không? Rồi, xong rồi. Như vậy là âm tính, còn hai dạch là dương tính. Còn con dạch chưa? Dạch chữ T là nó bị ấy mà con quá. Đây đây tới bà xã. Đi em yêu. Trợ lý. Rồi. Cũng Nguyệt âm tính rồi. Chưa, Nguyệt còn chạy. Chạy. Ở âm tính này, Nguyệt âm tính này. Trời ơi, nó. Cái này Khương Dừa mua cho sớm Khương Dừa nè. Cái này như là mua ngoài lá ngoài cũng 200-300 ngàn ấy đó. Ủa này rồi xong đi thu tiền chứ. Người và 500. Trời ơi. Em này à, bà con cô bác thấy không? Là đi theo Khương Dừa làm mà đeo khẩu trang riết cái mặt nó bị hằn lên. Đó bà con cô bác thấy thương những người mà làm công tác mà tuyến đầu chống dịch không? Đây. Hôn cái được không? Từ không nói thôi. Đừng có giỡn. Đừng có giỡn nha. Không nói, để làm gì? Cái bà này là bà bị gồng. Bà bị gồng. Em hãy thoải mái như cái lần đầu tiên anh em gặp nhau á. À, đây đây. Tự có sao đẩy tay ra, từ lỗ nào tự đứng đẩy tay, đứng đẩy tay không có đeo bệnh nổi. Đừng thoải mái tại em gồng á, em bị gồng á, lần nào đi test cũng gồng á. Đừng gồng thôi tôi được, tôi chưa vô tới. Đừng có gồng cũng vậy, tại có gồng á. Thoải mái là thả lỏng hai tay ra. Thả lỏng. Anh chưa chọn được rồi. Anh trời sâu á. Nó chưa mới vô tiếng chứ mà. Nói. Đây. Đây đi chưa được em, chưa được. Thoải mái thôi. Đây. Đây. Em không em đi gồng, em gồng thì anh té nhưng mà em gồng ở cái này bỏ uổng. Đó. Đừng, ta đến ta xe. Trời ơi. Trời ơi, Phương rút cây luôn. Trời, cây xé mà cái. Vậy sao chị được hả? Trời ơi, mấy. Chị đâu ghét trong thù. Cơ hậu ngàn năm một thảo, chả thù hết chi á. Còn có chút xíu nữa hết. Nước mắt xuống không à. Nước mắt xuống à. Tại em á. Ừ, thoải mái rồi, tắt tới giờ ta làm. Dạ chồng vậy nha, hai người phải đại diện nha, người đi. Này, cậu tư lên luôn đi. Hai người luôn đi. Có gì đâu. Lên đi. Tao đó thì tao lắm. Dạ lỗ ổng còn chọt vậy mà mình chơi luôn á gì. Quậy. Dạ nó còn nhẹ mà, tại ông xe nhiều. Nhẹ mà, tao làm nhà hiệu à, tại vì bà Ngọc á. Chưa ấy, ừ, thấy không, chồng nó không? Thôi em với lại Ngọc chọn được ấy được rồi, test được rồi. Đây tự em làm em luôn nè. Trời được ơi. Thôi để tự tao làm tao mày ơi. Không người ta phải tự làm á, người ta phải tự làm luôn á. Để em cũng chọn em ngoài đây. Không làm gì giờ biết ông lấy mẫu chính xác á. À. Đâu, không nói thôi. Không nói thôi. Mấy vụ này nó can đảm lắm. Không á, tự mình chọc mình không khó lắm. Ừ. Ừ, muốn chọc kìa. Thôi. Nè, nè. Chọc chứ. Không có tay đâu. Có tay Ngọc, chọc đi Ngọc. Chọc đi. Ông nãy ông chơi tôi phải không? Từ từ thoải mái thôi. Ở sông Dung quá vậy. Đang bay. Đâu đi. Anh
xưa trước giờ nghe nói là bán cá không? Bây giờ là anh Út đại diện 20 anh em nãy giờ đó. Trước giờ nghe nói anh bán cá không? Chưa có cá, chưa có biết cá. gì tới không? Khi học bên này anh đi làm sách này. Đừng cái gồng vô, đừng cái gồng nha, vô xong xuống nữa. Đâu nữa? Chưa. Hết cái cây nhỏ luôn. Chưa cái nha. Chưa, anh thua gì ngập à, đúng rồi đó. Nữa. Nữa ông ơi. Rồi bây giờ anh em mình nói chuyện đi, anh xe đi, bắt đầu anh em mình nói chuyện. Không phải, chọn đâu đại diện cho 20 nha. Chưa có vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Vô vô. Được rồi, được rồi. Mạnh vô, ông ấy chọn mạnh vô. Vô nó mắc luôn. Không rồi. Nó phải chọn vô cái hàng cua mới được. Trời ơi. Vớt nước mắt luôn, nóng nổi, tôi nước mắt em rớt nhiều nhất luôn á. Không chót lâu rồi. Cho bà con cô bác ném đá nè. Trời ơi, rớt nước mắt luôn rồi, nước mắt còn nữa rồi. Không. Thiệt đó. Sao bà cô? Đi sâu quá hả? Lắc ra, lắc mạnh nha, lắc mạnh nha. Cuối mà cuối cùng mình có chuyện gì chút xỉu luôn. Không có xui đâu anh. Đây bà con cô bác hiện tại là các mẫu là ấy hết đó, bà xã Khương Dương cũng ấy luôn nè. Đó, mừng không? Đây là của ngoại, bà ngoại, rồi tiếp theo là phòng số 3 nữa. Nữa, rồi tới bà 7 không? Rồi tới chị Út. Diễn lên tết rồi chị. Lên tết nè. Anh Quy, anh Quy. Anh Quy. Đây ổng hả, đây ổng, còn hiểu cho ổng hả? Không, nhưng mà bài tắt á, con ngồi né ra. Sạc nó không lên quá. Đây lỗ mà gương nó không vô mà. Nó chạy đó, nó đang chạy. Trời ơi, nó bọt không kìa, thấy không? Rung luôn. Trời ơi. Còn ai nữa? Còn chỉ với anh Minh thôi, Minh được rồi, Minh được rồi. Thôi. Vậy quậy. Vậy nó sợ. Vậy nó yếu lắm. Kệ nó ở nhà với ông ngoại được không? Thấy qua chữ T là được không? Qua chữ T được rồi. Nó hiện chữ C trước. Chữ C gạch nè. Gạch đi. Để đi viết gạch. Thôi chạy nghe, đi phải chạy. Đó chạy kia. Không lên gạch nào luôn. Trời ơi, sao mày? Chưa nó không hết. Đó. Đó kìa. Không lên gạch nào là không được á. Là chưa vô á. Đó có rồi. Đó. Trời ơi, rớt nó mắt kìa. Lên chưa? Không mà tự mình chọt mình sợ lắm. Không được, tự chọt. Tự chọt không nổi đâu, không có không. Cái gì vậy bỏ hả? Cái đó bỏ. Giống như để dán vô cái mẫu nè. Cái mẫu ghi tên vô. Rồi xong. Không rồi rồi, mừng quá. Rồi. Vậy sớm mình đầy đủ hết phải không? Rồi chụp hình lại, xếp chụp hình lại. Chụp hình lại gửi lên bên y tế để họ kiểm tra giúp mình. Rồi để mình báo mình đã làm rồi. Đó. Hết không? Có thay hàng đi. Dạ được rồi. Rồi. Rồi chụp luôn, chụp luôn, sẵn bấm chụp luôn. Rồi 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 xem. Rồi bà con cô bác. Nói chung là bữa nay thì tại vì sáng đông thì nghe nói bà ngoại báo cũng bị viêm họng hơi mệt thì chắc do là em của bà ngoại ở trên quận 6 có người thứ 8 và còn bà dì thứ 8 bả với lại người con bị nhiễm cho nên bà ngoại cũng lo, nói chung là bả anh em trong nhà bả lo lắm cho nên là bả ngủ không được cho nên sáng mệt. Thôi Khương vừa sẵn, thôi Khương vừa có mua mấy bột test bữa giờ nên Khương vừa test hết cho sớm Khương vừa luôn, giờ bây giờ rất là an toàn rồi. Thì rồi cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều, hy vọng là quý bà con cô bác cũng giữ gìn sức khỏe nha, an toàn. Nếu mà mình có thể làm được thì mình nên mua mấy bộ test này về mình làm ở trong nhà để giảm tải cho bên y tế. Dạ rồi, Khương Dừa với bà xã Khương Dừa với lại xóm chợ Khương Dừa xin cảm ơn quý bà con cô bác, hẹn lại với bà con cô bác trong một clip tiếp theo. Bye bye ạ.